đi xuống coi như là nói thôi giờ đem lên đi. Ông cả ông rầy, ông nói nữa rồi đem nhân mạng về nhà nữa rồi, người ta chết rồi mà đem lên chi vậy, có quá cái này chưa đạo. Nhưng mà Đức Thầy bảo coi như là cứ việc đem lên đi đó. Thì bây giờ quý vị mình được biết cái hen, khi mà đem lên rồi đấy hen, thì trong khi đó Đức Thầy mới nói coi như là cái ông chồng là anh xin đó đấy nghe, bây giờ ông cứ việc xuống dưới múc cho tôi một ly nước với xong đi, đừng tôi chi bệnh. Nhưng mà ông nên nhớ là ông múc đó là phải múc xuôi nước nha, đừng có múc ngược nước. Nhưng mà bây giờ coi như là anh này quýnh quán chân trổ rồi xuống dưới bắt đầu múc thí vậy, không biết coi như là ngược nước xuôi nước sao chơi, ông múc thí vậy đó. Mà trong khi đó Đức Thầy cầm lên coi như là cái ly nước, Đức Thầy nói bây giờ ông đem xuống ông múc lại đi, cái ly nước này là ly nước ngược nước rồi chứ không phải nước xuôi nước. Ông thấy cái chỗ màu nhiệm của ông Phật không, ông múc lại đi, nước này là không đúng. Như vậy ông bình tĩnh xuống dưới, ông múc xuôi theo dòng nước đem lên Đức Thầy. Đức Thầy coi như là dùng ly nước này đó là một hớp Đức Thầy khung vào mặt coi như là của coi như là vợ con Thanh Sinh, và coi như là còn một coi như là một phần ở trong đó Đức Thầy coi như là cại miệng đổ vô coi như là bà vợ con Thanh Sinh một chút coi như là thở một cái khì của bác anh em trường đạo. Cải tử hoàng sanh, phải không? Thành lòng nước lã nên hồ, nước lã mà nên hồ là cứu sống được, đâu phải là cái chuyện đơn giản, phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa hậu đồng, bổn tộc, trang quyến gia đình, kính đến anh Tám và tất cả các thành viên trong gia đình, kính thưa chư quý ông quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày làm tuần giáp niên cho bà Nguyễn Thị Nhan, tất nhiên là thân mẫu của anh Tám trong gia đình, mà tất cả cô bác anh chị em cũng như đồng đạo xa gần cùng với bổn tộc gia đình cũng như tăng quyến, chúng ta trở về đây để hiệp tâm cùng với gia đình với hiếu tử để thành tâm cầu nguyện cho hương linh người quá giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và suốt trong thời gian vừa qua là từ nhất thất cho đến trung thất, và hôm nay là làm tuần giáp niên, để thể hiện người con cũng như cái người cháu trong gia đình là muốn báo cái ơn sâu của cha mẹ. Cho nên khi ông bà đã quá giảng cũng như là bà Nguyễn Thị Nhan đã mất, thì bây giờ chỉ còn có một cách, tất nhiên là sống toan cung phụng, ân cần thác thời cầu đặng gửi thân liên đài. Thì quý vị giờ cũng được biết ngó lên đó là nhan tắt đèn lờ, con muốn báo hiếu bây giờ còn đâu, mẹ già khuất bóng nghìn dâu, nghìn thu chia biệt cách nhau dạ đài, mà cù lao phụ mẫu ai ai muốn báo ân dài như dối trời cao. Có nghĩa là muốn báo ân sau ấy cũng không biết làm sao để báo. Thì bây giờ Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta cái một phương cách báo hiếu, đó là một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Vậy thì hôm nay trong gia đình của anh Tám đã nương vào trong giáo lý của Đức Thầy thực hiện qua điều kể như trên, rồi hôm nay mời tất cả đồng đạo xa gần trở về đây để hiệp tâm cùng với gia đình để cầu nguyện cho hương linh người quá giảng. Và cũng đồng thời có một chương trình gọi là phổ pháp truyền bá giáo lý. Thì cái chương trình này khế hợp vào trong điều huấn dạy của Đức Thầy. Đức Thầy đã bảo cho chúng ta đó là chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực khô giọng vàng đánh thức bốn phương, chứng hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Cho nên Đức Thầy đã hằng bảo cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta là phải cố gắng hiệp cùng nhau để truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đây là một việc làm công đức. Thì hôm nay gia đình đã ý thức được qua điều kiện như trên,
nên mời tất cả đồng đạo xa gần chúng ta trở về đây để làm một cái công việc hay thành công đức này để hồi hướng cho người qua giảng. Thưa chư quý vị, thì vừa qua rồi quý vị mình cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo năm tiết, gửi đến quý vị qua hai câu giảng của Đức Thầy và nói qua cái cuộc đời chúng ta rất là mỏng mẻo. Và chúng ta coi như hãy cố gắng tranh thủ để kịp thời và gắng tu coi như là kịp lúc, để cho chúng ta coi như là có một cơ hội sau này chúng ta có điều kiện sống được đời thượng quan thánh đức. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau, tất nhiên là cái chương trình nghi vấn. Nếu như chương trình nghi vấn thì quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tuần sự trong nghệ lễ tuần giáp niên đây, quý vị mình có thể nêu lên cùng với chúng tôi, rồi chúng tôi cũng nghiên cứu và tìm hiểu và trình bày cùng với quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, rồi quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng. Trách nhiệm ấy là làm giám khảo để bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót. Đó là sự mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để chúng ta cùng với nhau đáp đền ân Tam Bảo trong môn một thôi. Thì chúng tôi cũng gãi gọn lời nói đầu để mà gửi đến tất cả chư quý vị trong cái ngày làm tuần và chương trình trao đạo Phật Pháp. Vậy thì nếu như quý vị đồng tình cho chúng tôi chương trình nghi vấn thì quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, rồi chúng tôi cũng trình bày cùng với quý vị qua cái điều kiện như trên. Vậy thì lời nói đầu chúng tôi xin tạm dừng và xin trả lại ý kiến của toàn thể chư quý vị. Nếu có điều chi hoặc giả là chương trình trao đạo Phật Pháp và cho chúng tôi được làm bổn phận như sau để cho thích nghi chương trình trao đổi giáo lý, vậy thì lời nói đầu xin tạm dừng và xin trả lại cho sứ ngôn và ý kiến toàn thể chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đại diện cho gia đình để xin hỏi quân tư bốn câu. Trong sách giảng của thầy nghe cạn lời cứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm sai các đạo. Dạ, hai câu nữa. Lòng nước đã lên hồ, hữu tâm trí đức cam lồ Phật ban. Mà hữu tâm trí đức như thế nào, cam lồ như thế nào và ban như thế nào, nhờ chúng tôi dạy cho đồng hiểu chung. Nam mô A Di Đà. Bây giờ ủng hộ cho dân chủ tràng pháo tay cho quý vị. Ông anh ông nêu lên hai đoạn, và trong hai đoạn mà không biết ông hỏi cái chắc hỏi đoạn sau quá hả, phải không? Tại vì cái đoạn trước đó là ông nêu lên đó là nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Rồi tiếp theo hai câu sau nữa đồng đạo mới hỏi lên là thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Chắc có lẽ là hai câu trước để mà ông lấy cái chỗ dẫn dụ để chứng minh, phải không? Thưa chứ quý vị, vậy thì hai cái câu trước đó là nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo, là ý muốn nói rằng là bây giờ Đức Thầy để lại cho chúng ta một kho tàng pháp bảo là cuốn sấm thi giáo lý. Thì chúng ta đã nghe qua rồi thì như vậy đồng đạo mới chứng minh là nghe qua rồi, tất nhiên là nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa. Bây giờ phải tìm hiểu nghĩa, phải không? Và tìm hiểu nghĩa đó thì đồng đạo mới nêu lên trong hai câu sau, đó là thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm trí đức cam lồ Phật ban. Thưa chư quý vị, thì hai câu sau đó là đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên coi như là thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm trí đức cam lồ Phật ban. Và đồng đạo mới hỏi qua cái ý là thành lòng như thế nào mà hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban, mà cam lộ đó là cái gì? Thưa chư quý vị, thưa tất cả chư đồng đạo, thì bây giờ tất cả coi như là trên cái vấn đề tâm linh thì quý vị cũng được biết ở đây tâm linh đối với khoa học, mà khoa học á, thì nó thực chứng trong thực tế. Nếu như chúng ta bị đau thuộc về tâm can tỳ phế thận, phải không? Thì bây giờ đưa vô coi như là bệnh viện bác sĩ, bác sĩ nói đây là đau gan, đây là đau thận, đây là đau thuộc về máu huyết, vân vân. Thì bây giờ nó dùng đủ phương cách để điều trị con người chúng ta phối hợp vào y khoa, phải không? Còn nói vấn đề mà thuốc nam, thì bây giờ nếu như chúng ta đau bệnh
thì bây giờ tất cả các loại cỏ cây, nhức đầu, sổ mũi, ốc lông, dùng trạo lá, bồng bông điều trị, phải không? Thì đó tất nhiên là theo vấn đề như là thuốc nam. Còn bây giờ nếu nói qua cái người tu thì chúng ta có cái phần tâm linh nha đồng đạo. Tâm linh thì bây giờ cái tâm linh đó là gì? Tất nhiên bây giờ mỗi người người chúng ta đều có một khối tinh thần rất mạnh, mà khối tinh thần đó là phù hợp với, như là đối với vấn đề tâm linh gọi là thần giao cách cảm, thưa chứ quý vị. Mà cái thần giao cách cảm này đó với cái như là cái giới chức cũng như là của khoa học đó thì hoàn toàn có như là không thể có như là luận biện được, mà cũng không thể tìm hiểu rõ ra cái nguyên nhân được. Có nhiều chứng bệnh đau bác sĩ nghiên cứu tìm hiểu ra rồi, có thể là thúc thủ hạ bì, có nghĩa là bó tay mà không điều trị được. Thế mà cái người coi như là có tâm linh này cầu nguyện đến Phật trời, cầu nguyện với đến thiên liên, cầu nguyện coi như là với là chư vị thánh thần, rồi trong khi đó chúng ta uống thuốc, phải không, uống thuốc thầy, rồi trong khi đó coi như là được hết bệnh. Sau khi đó mà tìm hiểu lại khoa học, nghiên cứu và khám trở lại, siêu âm trở lại, hoàn toàn có nói không biết cái này là cái gì, cái nam dung đạo không biết cái này cái gì nữa, mà sao hết bệnh rồi, thưa chứ quý vị. Thì qua hai câu giảng này đồng đạo nêu lên đó là thành lầm nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban, thưa chứ quý vị. Như vậy thì nếu cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo căn cứ vào trong luật nhân quả định nghiệp của chúng sinh thì tất cả các bệnh con người chúng ta đã vướng là do nơi nghiệp hết nhân đồng đạo, do nơi nghiệp. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là rủi ốm đau bởi tại căn tiền, thấy không? Hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, đây là cái chỗ này, thấy không? Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống quốc rộng từ bi hỷ xả. Thế chứ quý vị, thì bây giờ nếu như con người chúng ta ai cũng đau, ai cũng bệnh, coi như là đó là cái nghiệp của chúng sinh, nhân sanh đau bệnh giả giai tùng sát nghiệp trung lai. Có nghĩa là con người chúng ta sở dĩ đau bệnh nhiều là do nơi tiền kiếp của chúng ta đã tạo cái nghiệp sát sinh nhiều, thấy không? Hà bất sám hối tiền khiên phản dĩ gia tăng hậu tội, có nghĩa là không chịu ăn năn phước tiền tạo tác, là sám hối những cái tội lỗi tiền khiên của mình kiếp trước mà lại gia tăng thêm coi như là cái tội thêm khúc sau, phải không? Cho nên trong kinh nói là dĩ quyết ố thân hoàng tương quyết tẩy năng đắc định hồ, có nghĩa là ví dụ như con người chúng ta mà bị máu mà nó dính trong cơ thể mà không chịu lấy nước rửa, mà trái lại lấy máu mà rửa nữa thì làm sao mà hết được như là cái máu của bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên cái nghiệp của chúng ta coi như là tiền kiếp đã tạo ra cái nghiệp sát sanh nhiều, mà bây giờ mang bệnh, mà trái lại bây giờ không chịu ăn năn phước điền tạo tác, không chịu ăn năn khấm sám hối, không chịu làm phước làm doan, mà trái lại coi như là sát sanh cúng tế trời Phật, phải không? Sát sanh cúng tế trời Phật cầu cho tội quả tiêu trừ, sự coi như là tin tưởng ấy rất lầm lạc, rất đáng thương hại, không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói qua chỗ này coi như là thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban. Tất nhiên là nếu như ai có cái chỗ tấm thành lòng mà cầu nguyện, thì bây giờ nếu như được thành lòng như vậy thì bây giờ nếu như bệnh đau cỡ nào đi chăng nữa mà được sự cảm ứng của coi như là Đức Thầy, của coi như là Đức Phật, thì hoàn toàn coi như là cái bệnh của chúng ta cũng hết. Cô bác anh em trên đạo, bây giờ chúng tôi xin trở lại để chứng minh cho quý vị có rất nhiều như là chứng bệnh, thấy không? Mà hôm nay coi như là được Đức Thầy chỉ bệnh, coi như là chỉ bệnh coi như là cho cái người thành lòng của bác anh em chị đồng đạo, quý vị được biết là vợ cô bác sĩ tất nhiên là trong khi đó coi như là chị không biết bao nhiêu những chứng bệnh, tất nhiên là cô giáo sang lúc bây giờ coi như là gửi qua bên Pháp 7 ông bác sĩ điều trị cô bác anh em chị đồng đạo mà không hết được cái chứng bệnh bao tử, thấy không? Thưa chưa quý vị, thì bây giờ coi như là ông Mai Văn Dần á, thì ổng là một người coi như là luật sư, và sau khi đó coi như là ổng đâu có tin tưởng vào trong các phép coi như là quyền di của trời Phật, cho nên coi như là một hôm nọ coi như là cô giáo sang bất lực rồi, bây giờ không còn cách nào khác hơn, tức như là không còn cách điều trị được nữa. Cho nên nghe người ta đồn ở dưới đó coi như là gia đình cũng Hương Bộ Thạnh ở dưới cô bác anh em với đồng đạo có một cái vị Phật này xuất hiện ra đời để trị bệnh coi như là cho tất cả các chúng sanh, cho nên cô giáo sang mới mượn được hai người coi như là từ ở Cần Thơ mà chèo thẳng vô coi như là tới gia đình Hương Bộ Thạnh tại làng Nhân Nghĩa Sà No,
thưa chưa quý vị, vô tới chổng rồi đấy, trong khi đó cô giáo sang mới bước lên, coi như là tưởng đâu giống như bao nhiêu người khác hưởng sát cởi đồng, cho nên trong khi đó cô giáo mới là phúc trình và tâu sinh và nhờ coi như là ông Tư cho bùa tôi đặng, mà trong khi đó tôi uống cho hết bệnh, Đức Thầy nó không, tôi không có bùa phép gì chân trời, tôi không có bùa phép gì chân trời, mà bây giờ tôi chỉ có cái ly nước lạnh này thôi, thôi bây giờ tôi biết mà, bây giờ coi như là cô điều trị ở bên Pháp bệnh bảy ông bác sĩ đâu phải không, Đức Thầy hỏi chúng liền, cô bác anh em dùng đạo, bảy ông bác sĩ trị rồi mà không có hết phải không cô? Dạ đúng rồi, không hết, bây giờ không còn cách nào khác hơn, thì bây giờ Đức Thầy nói thôi, bây giờ tôi cho cô một ly nước này là ly nước lạnh nha. Rồi cô coi như là đi thẳng vào trong Tam Bảo gia đình Hương Bộ Thạnh, bây giờ có thượng Tam Bảo rồi, bây giờ cô nguyện đi nha. Cô thành lòng cô nguyện đi, thành lòng nước lã nên hồ, bây giờ cô nguyện cô uống không, cô quát anh em với đồng đạo. Thì cô giáo sang á nghe lời bắt đầu bước thẳng đi điêu điếu vào trong đó, bắt đầu chắp tay, lúc này đau bệnh quá chừng ngặt rồi, đau bệnh nặng quá nặng, coi như là thập tử nhất sanh gần chết thôi, còn gì nữa mà không thành lòng không, thưa chứ quý vị. Cho nên chính vì đó mà cô giáo thành lòng, coi như là trong khi đó mới khẩn nguyện coi như là Phật Tổ Phật Thầy và quay linh các ngài hộ trì cho tôi và Đức Thầy gia hộ cho tôi uống ly nước này được hết bệnh, cô bác anh em dừng đạo. Cho nên trong khi đó cô giáo á, mới uống coi như được nửa ly coi như là nước lạnh thôi chứ không có cái gì khác chứ. Uống xong rồi là quý vị mình thấy cô coi như là khỏe trong cơ thể, coi như là được coi như là 10 phần vậy, là được hết coi là 6 phần, cô bác anh em chưa đồng đạo. Rồi Đức Thầy mới nói thôi, còn coi như là 2 phần ly đó, còn 2 là 1 phần 3 của ly đó cô đem về đi, tối cô uống một quận nữa là cô sẽ thấy trong mình như thế nào, thôi chứ quý vị. Thì cô giáo sang mới nghe lời Đức Thầy, coi như là đem coi như là còn 1 phần 3 ly đó mà đem về tối uống một chập nữa, là tối đêm đó là ngủ một giấc ngon lành. Ngủ một giấc ngon lành, tới sáng rồi khỏe, coi như là ăn cháo coi như là được bình thường và trở lại, coi như là từ đó chứ sao, càng ngày nó càng khỏe, càng ngày nó càng mạnh, thấy không? Thưa chứ quý vị, thì ở đây chứng minh cho quý vị một mẫu chuyện trong trăm ngàn mẫu chuyện, chứ không phải là một coi như là mẫu chuyện này, nhưng mà chúng tôi đơn cử thôi, đơn cử là một mẫu chuyện cho quý vị mình thấy coi như là cô giáo sang đó là nhận cái ly nước của Đức Thầy là ly nước lã thôi, uống mà thế, trong khi đó là những chứng bệnh là bảy ông bác sĩ trị bệnh ở bên Pháp mà không hết, thế mà Đức Thầy chỉ cho có một ly nước như vậy đó, mà trong khi đó thành lòng của cái cô giáo sang uống mà hết bệnh, cô bác anh em trong đạo, quý vị mình thấy màu nhiệm không ha. Rồi bây giờ cô giáo sang sau khi đó coi như là đã được hết bệnh rồi đó, trong khi đó thấy về coi như là nói với bà mẹ chồng, tất nhiên là mẹ của cái ông Mai Văn Dậu, cô bác anh em trên đồng đạo, nói tèn đất ơi, cái ông Tư Hòa Hảo ở đâu coi như là xuống ở dưới gia đình của ông Phương Bộ Thạnh, bây giờ tôi nhờ cái ly nước của ổng mà tôi uống hết bệnh, bây giờ coi như là phải giái, coi như là cảm ơn coi như là cái ông Tư nó mới được. Ông Mai Văn Dậu ổng làm việc cho Pháp, ông đâu có tin, ổng nói cái cậy kiểu này coi như là thuộc về là thượng sát cởi đồng, không có tin, để bây giờ tôi xuống tôi thử cái coi sao ha. Ổng nặng nọt, ổng viết cái bài thơ, rồi coi như là ổng chuẩn bị ngày mai cho 2-3 tên như vậy đó, bắt đầu đi xuống tới gia đình của Hồ Thạnh, chèo đi, chèo cho tao, xuống tới dưới. Cái ổng hỏi cái tên chèo phô quá, tất nhiên là người chèo ghe, ổng hỏi tới chưa vậy, ổng nói mấy người chèo ghe, nó còn khoảng đâu khoảng cỡ chừng coi như là gần cây số nữa tới ạ. Ổng nói được rồi nha. Bắt đầu cái ổng ló ra coi như là cái ghèm hồi đó, cái ghèm mua tròn vậy nè nha, bắt đầu ổng ló cái đầu ra nha, ổng lấy cái quẹt nước bô, ổng quẹt lên có xẹt nha, rồi ổng lấy cái tấm giấy cái bà thơ, ổng quẹt bắt đầu cái ổng đốt bắt đầu con bỏ trên cái tay thử tay lắc bắt đầu thở có phèo nha, gớt xuống sông, quá anh em chị đồng đạo, gớt xuống sông mất tiêu đó, thấy không? Bắt đầu chèo tới coi như là gia đình ông Bộ Thạnh, gia đình ông Hương Bộ có cái nhà mát ở dưới phía sông của bác anh em chưa đồng đạo. Cái Đức Thầy biết được điều đó, Đức Thầy mới đi xuống trước rồi. Vừa đi xuống trước rồi Đức Thầy mới đón ngon như là cái ông Mai Văn Dậu. Nói à, tôi chào coi như là ông Ma luật sư à. Ông mới vừa mới tới. Thưa chứ quý vị, thì bây giờ ông luật sư quán hồn quán vía chân tiện coi nào, giờ đâu có nói coi như là tôi mà luật sư là cái gì đâu, thế mà coi như là trong cái đó vừa tới là biết liền. Thưa chứ quý vị đó, thì bây giờ lây quay lật bật, nói bây giờ ông muốn ông muốn đứa đánh là mà ông thử tôi chứ gì à, bây giờ bài thơ của ông đây nè, ông thấy chưa, ông coi như là thử tôi chứ gì. Trong khi đó Đức Thầy đưa ra rồi, ông luật sư coi như là ông quỳ xuống lại, bác anh em dân đạo. Thôi bây giờ cái chuyện của ông luật sư Mai Văn Dậu nó còn dài dài ha, mà tại đây cái tiêu đề này,
cái tiêu đề này đồng đạo mới nêu lên hỏi là thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Thưa chú quý vị, thì bây giờ coi như là nói ngay trong cái chỗ này là chỉ coi như là nói cái giới này coi như là thành lòng nước lã nên hồ thôi, chứ bây giờ không có nói qua cái chuyện của luật sư nữa. Chuyện nó còn dài dài, lúc mận luật sư Mai Văn Dậu sau đó được quy y với đức thầy của bác Anh Nam với đồng đạo. Đó ha. Rồi bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý là thành lòng nước lã nên hồ gì vậy? Bây giờ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta coi như là trong gia đình có ba ngôi thờ cúng, thì bây giờ đức thầy mới bảo cho chúng ta biết khi đức thầy ra đời dùng tam độ nhất như, quý vị mình còn biết phải không? Tam độ nhất như đó là gì? Một là thuyết pháp độ đời cho tất cả các chúng sanh. Hai là dùng phương tiện viết giảng để độ đời. Ba là dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi với tri vị trong quan thẩm thiết. Như vậy bây giờ đức thầy mới dùng quyền diệu của tiên gia là giấy vàng nước lã không? Không, nên đức thầy mới bảo cho chúng ta biết tới lui bùa thuốc bộn bề, trơn dời khỏi cửa ra về phủi ơn, thấy đời tu dối khuyên lân, từ đây sửa lại ngay gặp cơn thái bình. Cho nên bây giờ những người coi như là tới luôn coi như là dùng thuốc đức thầy để mà trị bệnh của bác anh em với đồng đạo đó. Rồi bây giờ coi như là kể cho quý vị nghe một cái chuyện nữa để mà tăng trưởng thêm niềm tin của bác anh em với đồng đạo. Coi như là cái anh sinh này coi như là ở trên, coi như là ở trên gần Hồng Ngự trển. Một hôm nọ cái người vợ đau bệnh quá chừng đau bệnh, nghe ta nói ở đâu trên Châu Đốc ở trển có ông thầy rất giỏi, ổng lên tới trên Châu Đốc ha. Rồi bây giờ ta đó mới chỉ ngược lại, bây giờ ở dưới Hòa Hảo có ông thầy rất giỏi, bây giờ ông xuống dưới đi. Thì rõ ràng coi như lúc đó đức thầy ở tại tu đình cô bác anh em trong đạo. Ông chèo riết mà cho tới coi như là tới cái làng Mỹ Hội Đông đó nghe, bắt đầu còn coi như là khoảng cỡ chừng 2 cây số nữa tới coi như là tổ đình. Nhưng mà nó xui xẻ làm sao, bây giờ có bà vợ bỏ hết thở, cô bác anh em chứ đồng đạo không còn thở nổi nữa. Thưa chư quý vị, thì bây giờ anh xin bắt đầu bất mãn rồi, ổng tính quay thiền trở lại nha, đem về đặng chôn. Nhưng mà ổng nói bây giờ cầu mai thử coi làm sao. Ổng mới chèo riết coi như là tới coi như là tổ đình, chỗ coi như là nhà mát. Bây giờ quý vị mình biết coi như là dưới tổ đình đó ngang có cái nhà mát của ông cả hồi xưa đó. Cái đức thầy biết được gì đó, đức thầy coi như là đi xuống coi như là nói thôi giờ đem lên đi. Ông cả ông rầy, ông nói nữa rồi đem nhân mạng về nhà nữa rồi, người ta chết rồi mà đem lên chi vậy, có quá cái nên chung đạo. Nhưng mà đức thầy bảo coi như là cứ việc đem lên đi đó. Thì bây giờ quý vị mình được biết cái hen, khi mà đem lên rồi đấy hen, thì trong khi đó đức thầy mới nói coi như là cái ông chồng là anh sinh đó nghe, bây giờ ông cứ việc xuống dưới múc cho tôi một ly nước với xong đi đánh tôi trị bệnh. Nhưng mà ông nên nhớ là ông múc đó là phải múc xuôi nước nha, đừng có múc ngược nước. Nhưng mà bây giờ coi như là anh quýnh quán chân trổ rồi xuống dưới bắt đầu múc thí vậy, không biết coi như là ngược nước xuôi nước sao chơi. Ông múc thí vậy đó, mà trong khi đó đức thầy cầm lên coi như là cái ly nước, đức thầy nói bây giờ ông đem xuống ông múc lại đi, cái ly nước này là ly nước ngược nước rồi chứ không phải nước xuôi nước. Ông thấy cái chỗ màu nhiệm của ông Phật không? Ông múc lại đi, nước này là không đúng. Như vậy ông bình tĩnh xuống dưới, ông múc xuôi theo dòng nước đem lên đức thầy. Đức thầy coi như là dùng ly nước này là một hớp đức thầy khun vào mặt coi như là của coi như là vợ con thanh sinh, và coi như là còn một coi như là một phần ở trong đó đức thầy coi như là cại miệng đổ vô coi như là bà vợ con thanh sinh một chút coi như là thở một cái khì của bác anh em trong đạo. Cải tử hoàng sanh, phải không? Thành lòng nước lã nên hồ, nước lã mà nên hồ là cứu sống được, đâu phải là cái chuyện đơn giản, phải không? Rồi bây giờ những cái chuyện này còn dài dài, nhưng mà chúng tôi như là gì giải đáp nghi vấn nên không thể kể được nhiều, nhưng mà chỉ kể 1-2 mẫu chuyện để mà chứng minh, để điển hình thôi cô bác anh em dùng đạo. Rồi bây giờ đồng đạo chúng ta coi như là từ khi đức thầy ra đời từ năm 1939 cho đến nay, không biết bao nhiêu đồng đạo cũng vì chỗ tâm thành bác sĩ chạy mà đem về coi như là uống giấy vàng nước lã không mà hết cô bác anh em dùng đạo. Cho nên bây giờ chúng ta phải đặt niềm tin, cho nên đức thầy mới cho chúng ta biết qua câu đó là có đau xem thuốc ba bài dòm trong bản chữ về nhà kiếm cây không, nay thầy chịu lệnh về tay tạm ngưng đạo đức, ít ngày thầy qua dạo trong khắp cõi ta bà nơi nơi chốn chốn quỷ ma coi loạn. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đặt trọn niềm tin nơi đức thầy
yêu kính. Thì bây giờ chúng ta mới dựa vào trong hai câu giảng của Đức Thầy đây là thành lòng. Không thành lòng thì nước lã nên hồ, tất nhiên chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, có nghĩa là nếu như chúng ta mà để tâm vào trong một chỗ thì bây giờ không việc gì không thành công hết cô bác anh em trường đạo. Thôi thì bây giờ qua tiêu đề này chúng tôi trình bày cũng gọn gọn vậy thôi nha. Lại xin trả lại cho dân chủ dễ kiến quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.